Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Các bạn thân mến, những bản tin thể thao bóng đá quốc tế mới nhất và hấp dẫn nhất sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục và gửi tới quý vị và các bạn trong những bản tin hàng ngày. Chính vì vậy, các bạn đừng quên bấm nút đăng ký và nhấn chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất. Và sau đây là những nội dung chính. MU mở cuộc điều tra nội bộ trong phòng thay đồ. MU nâng cấp hàng thủ bằng sao của Sporting Lisbon. Sa thải Ten Hag càng sớm càng tốt. MU có khả năng gắn đích thứ 17 cao hơn vô địch. MU mở cuộc điều tra nội bộ trong phòng thay đồ. Manchester United mở cuộc điều tra để truy lùng gián điệp trong phòng thay đồ dưới nỗi lo sợ của huấn luyện viên Ten Hag. Tin tức về đội hình xuất phát và cập nhật tình trạng cầu thủ chấn thương của Manchester United liên tục bị rò rỉ trước khi có thông báo chính thức từ Quỷ Đỏ. Điều này khiến lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford phải mở cuộc điều tra truy lùng kẻ gián điệp. Huấn luyện viên Erik Ten Hag ngày càng lo ngại trước lượng thông tin nội bộ bị rò rỉ ra bên ngoài ngày càng nhiều. MU biết về một tài khoản Twitter ẩn danh luôn đưa ra thông tin trước về tình hình nội bộ của câu lạc bộ, bao gồm đội hình ra sân thi đấu sớm cũng như tin tức về chấn thương của các cầu thủ. Tài khoản này từng đưa tin Luke Shaw và Aaron Wan-Bissaka chấn thương dài hạn trước khi phía MU có tuyên bố chính thức. Một tài khoản được người hâm mộ đổ xô theo dõi đã bị vô hiệu hóa. Nhiều người khác đã biết trước về đội hình xuất phát của MU trong suốt mùa giải. Bây giờ, tờ Daily Mail Anh đưa tin lãnh đạo MU đã mở ra một cuộc điều tra để tìm ra tận gốc con chuột chuỗi. Con chuột chuỗi này chính là việc ai là người đứng sau tài khoản Twitter tiết lộ tin tức bí mật của MU, gây nên lo ngại cho huấn luyện viên Ten Hag và ban huấn luyện của Quỷ Đỏ. MU thi đấu cực kỳ bết bát ở mùa giải năm nay. Đoàn quân của huấn luyện viên Ten Hag thua đến 4 trong số 7 trận đấu đầu mùa tại Premier League. MU cũng thua cả 2 trận đấu mở màn Champions League, đầu tiên là thất bại 3-4 trước Bayern Munich và mới đây nhất là trận thua ngược muối mặt 2-3 trước Galatasaray ngay tại thánh địa Old Trafford rạng sáng ngày 4 tháng 10. MU hai lần vượt lên dẫn trước với cú đúp của Rasmus Højlund, nhưng Galatasaray lần lượt gỡ hòa rồi thắng ngược 3-2 trong trận đấu mà Casemiro vì sửa chữa sai lầm chuyền bóng hỏng của thủ môn Andre Onana nên buộc phải phạm lỗi dẫn đến thẻ đỏ. Tiền vệ Christian Eriksen của MU thất vọng chia sẻ với TNT Sport sau trận thua trước Galatasaray. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã có một số giai đoạn tốt ở trong trận đấu, nhưng ở thời điểm chúng tôi dẫn trước, chúng tôi dường như luôn để thủng lưới ngay sau đó. Tất nhiên, điều đó khiến chúng tôi rất khó kiểm soát trận đấu và đó là điều chúng tôi phải thay đổi nhanh chóng. Tôi không nghĩ đó là sự tự tin, mà là sự thiếu nhận thức và sự nhạy bén để thực sự giữ được phong độ. Khi dẫn trước hai lần, chúng tôi không nên vứt bỏ điều đó, nhưng chúng tôi đã làm điều đó trong các trận đấu khác mùa này. Tôi không nghĩ đó là sự thiếu tự tin, chúng tôi chỉ đưa ra những quyết định sai lầm và điều đó khiến chúng tôi phải trả giá. Trong khi đó, ở trận đấu cúp bảng A, Bayern Munich hạ Copenhagen 2-1 trên sân khách. Như vậy, cục diện ở bảng A Champions League sau lượt trận đấu thứ hai như sau: Bayern Munich 6 điểm, Galatasaray 4 điểm, Copenhagen 1 điểm, MU 0 điểm. Một số trận đấu đáng chú ý ở các bảng khác có kết quả như sau: Arsenal thua Lens với tỷ số 1-2, Real Madrid thắng Napoli 3-2, còn Inter Milan đánh bại Benfica 1-0. MU nâng cấp hàng thủ bằng sao của Sporting Lisbon. Hàng thủ của MU đang chơi tệ hại ở mùa giải năm nay. Quỷ Đỏ đã lên kế hoạch chiêu mộ Gonçalo Inácio của Sporting Lisbon để nâng cấp tuyến sau. MU tiếp tục gây thất vọng khi để thua 2-3 trên sân nhà trước Galatasaray ở lượt trận đấu thứ hai bảng A Champions League 2023-2024. Đó là thất bại thứ 6 trong 10 trận đấu đầu tiên ở mùa giải năm nay của đội chủ sân Old Trafford. MU đã để thủng lưới 18 bàn sau 10 trận trên mọi đấu trường ngoài, nhiều nhất sau 10 trận đấu đầu tiên kể từ mùa giải năm 1966-1967, 20 bàn. Sheffield United, đội bóng đang đứng ở vị trí thứ 19, là đội duy nhất tại Premier League thủng lưới nhiều hơn họ trong mùa giải này. Hàng thủ của MU đang chơi tệ hại ở mùa giải năm nay, vì đó đã lên kế hoạch chiêu mộ Gonçalo Inácio của Sporting Lisbon để nâng cấp tuyến sau. MU quan tâm đến trung vệ Gonçalo Inácio từ lâu, nhưng họ không thể có được điều mình cần vào tháng 1 năm nay, cũng như ở hè năm 2023. Cầu thủ 22 tuổi đang là trụ cột giúp Sporting Lisbon dẫn đầu giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha và là đội duy nhất có thành tích bất bại sau 7 vòng đầu. Gonçalo Inácio vừa ra hợp đồng với Sporting Lisbon cách nay 1 tháng rưỡi, thời hạn đến năm 2027, nhưng MU đang hy vọng một số tiền lớn sẽ giúp họ có được điều mà mình cần. Đội chủ sân Old Trafford chấp nhận chi ra 55 triệu bảng cho thương vụ này. MU sẽ thanh lý cả Victor Lindelof và Harry Maguire để chi đậm chiêu mộ Gonçalo Inácio vào kỳ chuyển nhượng mùa đông 2023. Trong trường hợp đội bóng của Bồ Đào Nha từ chối, MU sẽ chuyển hướng sang Toulibo của Nice. Sa thải Ten Hag, càng sớm càng tốt. Việc sa thải huấn luyện viên Ten Hag chưa chắc sẽ giúp MU khá lên. Nhưng nếu tiếp tục tin dùng vào vị huấn luyện viên người Hà Lan, MU chắc chắn sẽ quẩn quanh trong vũng lầy. Đã tới lúc MU cần hiệu ứng mạnh, một sự thay đổi trên băng ghế chỉ đạo. Vì ngoài điều đó, đội bóng này không còn chỗ nào bấu víu để hy vọng tiến bộ.
Ngay cả khi các bệnh binh trở lại đầy đủ và MU kiếm được một vài trận thắng, họ cũng sẽ trở lại diện mạo thất thường, sập sập. Vì những thứ căn bản của một đội bóng mạnh bao gồm lối chơi chân chu, hệ thống nhịp nhàng và các cá nhân đảo phong độ, Ten Hag đều đã không làm được. Tất nhiên, việc sa thải Ten Hag ngay vào lúc này sẽ rất tốn kém. Với mức lương 9 triệu bảng mỗi năm trong hợp đồng tới năm 2025, Ten Hag sẽ được đền bù tới 15 triệu bảng nếu bị MU đá ra đường. Con số này là lực cản không hề nhỏ để nhà Glazer xuống tay. Nhưng 15 triệu bảng chưa phải là số tiền nằm ngoài khả năng của giới chủ MU và cũng không phải là cái giá đắt để xóa đi một triều đại đang xuống dốc. Hơn nữa, bây giờ mới là tháng 10, thời điểm đẹp cho một huấn luyện viên mới bắt tay vào công cuộc tái thiết. Mùa trước, Wolverhampton từng dũng cảm sa thải Bruno Lager vào đầu tháng 10 để rồi chịu hạ ngoạn mục trong tay của Julen Lopetegui. Có thể, nhà Glazer vẫn còn niềm tin với Ten Hag, nhưng sẽ là sai lầm nếu họ hy vọng tới Giáng sinh, mọi chuyện sẽ lại tốt lên. Câu chuyện hồi sinh của MU ở mùa giải trước rất khó lặp lại. Mùa trước, Ten Hag đến và mang theo làn gió mới về tinh thần và sự lạc quan. Vì huấn luyện viên người Hà Lan cũng được bổ sung hai nhân tố chất lượng là Casemiro và Anthony. Trong khi đó, Casemiro đã thực sự tạo nên cú hích cho hàng tiền vệ. Còn lúc này, kỳ chuyển nhượng mùa hè đã khép lại, MU không còn cú hích nào để trông chờ. Casemiro cũng đã lộ dần dấu hiệu tuổi tác. Rasmus Højlund chơi ngày một tốt, nhưng chưa phải là mẫu cầu thủ làm đầu tàu cho cả đội. Nếu sa thải Ten Hag vào lúc này, MU có thể tìm kiếm được phương án thay thế tức thời. Zinedine Zidane hiện đang rảnh rỗi và luôn lấp lửng sẵn sàng quay trở lại với bóng đá. Michael Carrick, huấn luyện viên trưởng của Middlesbrough cũng rất hào hứng quay trở lại giúp đỡ đội bóng cũ. Hoặc các lựa chọn tiềm năng như Roberto De Zerbi của Brighton, Diego Simeone của Atlético Madrid. MU không thiếu sự lựa chọn cho một huấn luyện viên tạm quyền thời điểm này và một huấn luyện viên chính thức vào cuối mùa. Chiếc ghế của vị huấn luyện viên người Hà Lan đang bị đốn dần từng chân. Sau trận thua trước Crystal Palace vào cuối tuần trước, tỷ lệ cược cho khả năng Ten Hag bị sa thải đã rút từ đặt 1-16 xuống còn đặt 1-12. Còn sau trận thua trước Galatasaray, tỷ lệ này chỉ còn đặt 1-5. Đây là lần đầu tiên sau 23 tháng MU mới có 2 trận thua trên sân nhà liên tiếp. Lần gần nhất họ thảm như vậy là vào tháng 11 năm 2021, Ole Gunnar Solskjaer đã bị sa thải ngay tức khắc. Còn bây giờ, Ten Hag có lập lại số phận của Solskjaer. MU có khả năng cán đích thứ 17 cao hơn vô địch. Người hâm mộ MU sẽ giật mình với khả năng đội bóng yêu quý có thể cán đích trong top 4 mùa này sau những tính toán của siêu máy tính OTA. Mùa trước, Ten Hag đã cho ra mắt MU tuyệt vời khi mang về phòng truyền thống chức vô địch Cúp Liên đoàn, đồng thời đưa đội bóng trở lại Champions League. Chính nhờ bước chạy đà hoàn hảo đó mà trước khi mùa bóng 2023-2024 khởi tranh, siêu máy tính sử dụng công nghệ AI của OTA tính toán, MU có tới 63,2% khả năng tiếp tục cán đích trong top 4. Tuy nhiên, sau hai trận thua trước Tottenham và Arsenal, khả năng đó giảm xuống còn 35%. Đỉnh điểm đến sau thất bại mới nhất trước Crystal Palace, con số đó chỉ còn vỏn vẹn có 3,7%. Với 4 thất bại chỉ sau 7 vòng, MU đang có khởi đầu mùa giải tệ nhất sau 34 năm. Siêu máy tính của ông ta có đưa ra một dự báo đau lòng hơn khi cho biết MU có khả năng cao nhất về đích ở vị trí thứ 9 với 17,7%, sau đó là thứ 8 17,4% và thứ 7 13,3%. MU chỉ có 9% để cán đích thứ 6, tiếp theo là 5,5% cho thứ 5. Chưa hết, MU có khả năng cán đích thứ 17, 0,1%, cao hơn khả năng vô địch 0%. Trong khi đó, với các đội bóng khác, tỷ lệ có giảm nhưng vẫn chưa ở mức độ tích cực. Cụ thể, sau trận thua trước Wolverhampton, khả năng vô địch của Man City giảm từ 91,3% xuống còn 80,9%. Còn về khả năng có mặt trong top 4, City là 99,7%, Liverpool là 90,2% và Arsenal 84,5%. Bản tin ngày hôm nay của Góc nhìn bóng đá đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.